Nhưng Đức nói á, cái cuộc đời nó rất vô thường quý vị. Có một cái chú này, ông đi vào trong chùa, ông tu tập lúc trước tính ra. Ở chùa cũng năm mấy, ông ngoài Bắc. Trẻ lắm, chừng ba mấy tuổi quý vị. Chắc 35, 36 tuổi. Cấp vô chùa cũng chạy xe đâu. Từng ở Đại Tùng Lâm, rồi từng ở bên Đạo Tràng Ba. Chạy xe. Sau này ông còn gia đình gia viên gì đó ông về ở chùa năm năm mấy về mới đây tới mấy tháng gia đình cũng mới báo là ông chết. Nó về cũng đi làm xong rồi đi về tắm đồ, nằm nghỉ nằm chết luôn. Đột quỵ chết. Sao cuộc đời con người nó rất là vô thường, rất là vô thường. Đừng có nói là tới già mới chết, chưa chắc. Khi còn trẻ nó không chết là nó chết vì thế, rõ ràng không? Ba mấy tuổi, khỏe lắm, tướng đô con khỏe. Chú nó tên chú Linh, chùa tên chú Linh. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là mình gặp Phật pháp á, giờ giờ của mình là phải niệm Phật. Ngày ngày mình niệm Phật, không nói hạn lặn hạn lửa đâu. Vô thường đến đó hả? Vô thường đâu có hạn lặn hạn lửa mình đâu. Nên mình được ở trong chùa, ở trong ngôi Tam Bảo, nhớ kỹ, ăn chay niệm Phật không sanh. Cái duyên nó không đơn giản đâu quý vị. Nếu ở trong chùa thì cũng chưa chắc chết. Phước báo nó tăng lên, cái gì về đời lại ăn mặn lại. Thí dụ đi, lúc trước có mấy chú ở trong chùa bước ra là ăn mặn quý vị. Ngộ ghê, đúng là ghê thiệt chứ. Bước ra là ăn mặn liền. Ở trong chùa tự nhiên phước duyên được ta quý trọng. Bước ra ngoài tự nhiên lạng quạng luôn, buôn lộn xộn, nghiện game rồi đi mượn tiền đồ này đồ kia đồ nọ. Nên quý vị nhớ rằng khi ở trong chùa bước ra ha, hoặc là trong chùa mà nó mượn tiền bạc thì đừng bao giờ đụng vô. Trong chùa bước ra mà mượn tiền thì đừng bao giờ đụng vô, đụng là chuyện quý vị gán chịu, gán chịu. Nên những đức nói một câu, mình thấy người đi tu mình mừng, mình thấy người ra khỏi chùa mình tội nghiệp, thương cho họ. Trong khi cái xã hội bây giờ ngoài nó khổ, mình ở trong chùa mình sống những ngày tháng ý nghĩa đó. Nên từ nơi đó dù cỡ nào ở trong chùa vẫn là ý nghĩa đặc biệt. Và cha mẹ của mình cũng có cơ hội nữa. Cơ hội khi cha mẹ già hoặc là cha mẹ có gì mình cũng giúp được. Vì nó có một tổ chức kiến chùa mình như một đại gia đình quý vị. Như một đại gia đình. Nên những đức nói cái vô thường khi đến với con người nó bất chợt. Chúng ta trở tay không kịp quý vị à. Cái vô thường nó đến mình trở tay không kịp. Nó ập đến một cái trở tay không kịp. Thế ba mấy tuổi chết chết. Mà nhiều người chết bất thường. Cũng như cái câu chuyện mà cái người này giàu lắm, khoảng 50 tuổi giàu, sự nghiệp lớn. Mà cái cô đó có nói mà tính ra cả ngàn tỷ. Vì cái người ngoài đời gia đình mà cả ngàn tỷ sự nghiệp cỡ nào chưa? Chưa có chia của cải cho con cái. Còn trẻ 50 tuổi mà quý vị khỏe, tự nhiên ngủ đêm chết queo, của cải gỡ ngân hàng này kia tùm lum, đất đai đứng tên đóng băng đứng lên, không đơn giản đâu quý vị, thấy không? Cái cuộc đời nó rất là vô thường quý vị à, nó cực kỳ vô thường luôn. Nó chết là chết rồi, không có nói mà nói mà bệnh đau nó mới chết đâu. Có khi khỏe gì tai nạn chết bất tử, đang đi ngoài đường xe đụng ngay mình chết, rồi cây đè chết, đang đi tự nhiên té chết. Giống như cái cô của nó, thằng con đang khỏe mạnh ngon lành, đang ngồi uống cà phê tự nhiên ở ngoài đường nó chạy, nó vượt nhau đánh, nó cầm dao đâm con cổ, nó vượt nhau nó đánh mà đâm con cổ chết queo, thấy chưa? Nó rèn rồi sao nó kỳ cục quá, kỳ cục gì thọ mạng đến lúc. Nó để biết rằng cái người mà chết bất đắc kỳ tử đa phần thọ mạng đến cảnh giới của họ là thấy có người đến giặc họ, đè họ, bắt hồn bắt đi. Mình không biết mà trong cảnh giới họ là gì đấy. Trong cảnh giới họ là gì đấy. Còn có những người đang đang nằm ngủ gì, tự nhiên ta lỡ người ta kêu hồn đi theo. Đi, chết. Chết mà giống như quý vị biết rằng rất nhẹ nhàng, đang nằm ngủ mê bình thường gì. Như trong giấc mơ, mê. Đó. Giống như quý vị coi phim Tây Du Ký. Đó. Mà ngủ không. Mà là lúc mà chưa theo đường tăng.
mà vui 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 sai người đến bắt hồn không đó, thấy không? Nó là bắt đi gì, nhưng mình bình thường bị bắt đi là mình chết theo, họ bạn đến bắt đi chết. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình nữa, mình gặp Phật pháp mình hiểu được vô thường, thấy đó chết đó. Nên bản thân mình mỗi người biết tu nhân tích đức, biết tạo cái mình cầm theo được. Nó ở trong chùa mà phải nhận thức được thì tự nhiên đặc biệt lắm. Không nhận thức được thì tự nhiên bản thân mình cũng đi quay lại tìm cái khổ. Có những người ngang ngoài đời khổ, vô chùa tu, tu thời gian rồi nguôi nguôi chạy ra tìm khổ nữa. Nên như Đức nói cuộc đời Đức có khổ cực cỡ nào, như thế nào, vẫn chọn tu đạo, vẫn chọn trong ngôi nhà tam bảo. Cuộc đời quý vị mà không gặp Phật pháp là cuộc đời bị uổng một đời. Nếu như mà quý vị mà không gặp Phật pháp là sống một đời vô nghĩa. Còn gặp Phật pháp mà nếu quý vị không có phương pháp tu thì cũng đúng là chạy theo hình thức phù phiếm, cũng không được cái gì đó. Nên mình phải nhận thức cho sâu sắc khi gặp Phật pháp, nhất là gặp được pháp môn Tịnh Độ, gặp một ngôi chùa mà hộ trì mình gì là điều quý lắm. Ngày nào cũng nhắc mình về cái vô thường, nhắc mình vô thường, nhắc mình vô thường. Nói cho vị nghe chứ, trong chùa từ già trẻ gì chết đều gặp hoài, đều gặp hoài. Có những người bị biết rằng chết mà không có cái hòm chôn. Có những người về chứ quê bị chết mà còn cả đời sống vất vả khổ cực, tính chết rồi chữ thập đỏ cho cái hòm gòn. Cho quý vị biết á, giàu sang đất đai cỏ bay thẳng cánh, khi chết đi rồi cái quan tài bị ngang bao nhiêu, chôn bao nhiêu đất quý vị. Như vậy mà cả đời có người ta cứ lu bu trong cái bận rộn, mấy ai buông xuống trước khi lìa đời, để già đi trong cái bận rộn, bị lu bu trong bận rộn hoài đời đời kiếp kiếp của mình vậy đó. Cuối cùng cuộc đời có người khi thọ mạng đến là đúng là vô nghĩa, thấy chưa? Nhìn nhận vô thường đi, nhìn nhận sâu sắc đi cuộc đời đi, rồi tự nhiên vị sẽ có phương hướng chọn lựa liền. Nên Phật pháp hay lắm, Phật pháp rất là hay. Nên những người trẻ tuổi khi họ đi vô chùa, họ nghe tư tưởng hoài mà do họ không tiếp nhận tư tưởng. Nhưng Đức nói rằng mình chỉ cần gây dựng một tư tưởng, mình sống những ngày tháng ý nghĩa, sống những ngày tháng rất là có ý nghĩa trong cuộc đời. Nên những Đức nói rằng những người mà trẻ tuổi trong chùa mình, cái họ tu mà họ gặp sự cố gì, tâm họ không tu được, họ bước ra mà bản thân của họ thấy khổ quá, họ quay lại, mình vẫn tạo điều kiện cho họ cơ hội. Nhưng mà quay lại người ta sắp xếp sao mình nghe gì, bản thân mình đã nhận thức được cái khổ ngoài đời rồi, mình quay lại mình phải tốt hơn đó. Chứ không phải là người ta ở chùa người ta tu, người ta trở lại mình không cho người ta cơ hội, không phải. Từ khi mình trong chùa mình quậy phá, mình làm chuyện thầu lao bắt xế, lộn xộn lú bú, quậy làm ta phiền não tùm lum, thì chuyện này khó. Nó giống như lúc trước có một cái con bé mà tu trong chùa thời gian cũng lâu, nhưng Đức thấy nó ở cái chỗ này nó không phù hợp, nhưng Đức sắp ở chỗ khác nó không ở được thì do tài, vì bản thân nó không muốn tu thì thôi. Chứ ngoài ra mình không bao giờ muốn đoạn duyên ai hết quý vị, không muốn đoạn duyên ai hết. Giúp được thì mình giúp thôi, mình giúp được mình giúp thôi. Cả cái người ăn chợ ăn cắp của tam bảo đi chăng nữa, họ tu trong chùa mà ăn chợ ăn cắp của tam bảo đi chăng nữa, như cái chú chợ ăn cắp của tam bảo, cha mẹ nghe được khóc khô nước mắt, thì Đức nói thôi khỏi, đừng khóc làm chi, sanh con chứ đâu có sanh tấm lòng nữa đâu. Con người nó không nhìn nhận được thì bản thân nó làm sai, nó gán thì nó chịu cái quả báo, nó chịu thôi. Chứ cha mẹ người thân nào đi kêu con đi làm cái chuyện kỳ cục như vậy đó. Nhưng mà đi vô tới trong chùa mà làm như vậy rồi, mà dù một ngày nào nó khổ nó quay lại đi chăng nữa cũng giúp nó, giúp nó mà giúp nó chuyện khác đó. Đi tu đừng có dính dáng công chuyện này kia hoặc dặn đó, thì làm công quả vậy thôi, đừng cho làm công việc gì chứ. Nên giao một công việc gì là phải cẩn thận. Con người quý vị à, tu hành mà quý vị biết rằng giống như mình cúng dường, giống như một hạt giống mình trồng với mảnh đất vậy. Mình không khéo trồng mất giống, nên mình có hạt giống mình trồng phải coi cái mảnh đất làm sao, mảnh đất nó có phù sao, mảnh đất nó có tốt không. Chứ nếu như mà bản thân của mình trồng đại trồng cà càng có chừng mất giống, mất giống mà không được gì. Nên sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Sự chọn lựa nó rất là quan trọng quý vị, cực kỳ quan trọng. Nên khi đi tu cũng gì,
Bản thân của mình đừng có nhào vô người ta cạo đầu mình cho cạo liền, khỏi. Bản thân mình phải có thời gian đi tu tập mình xem như thế nào. Một cái nơi mà có tổ chức, một cái nơi mà có phương hướng tu, một cái nơi có phương pháp tu, một cái nơi lo lắng cho mình được, cái nơi đó là được rồi, đặc biệt rồi, quá đặc biệt rồi. Đức Phật đã dạy mình, Đức Phật đã chọn cho mình một pháp tu rồi. Trong thời Phật pháp là pháp môn tịnh độ. Mình đã gặp cái pháp môn tịnh độ mà có sự lo lắng sự hộ gì thì đây là quá đặc biệt rồi, còn gì nữa quý vị, quá tuyệt vời rồi. Phải nhớ kỹ. Nên á, bản thân mình phải có góc độ cực kỳ sâu sắc, sự chọn lựa. Chứ đừng có bao giờ mà mình nghĩ rằng là bản thân mình bước vào người ta cạo đầu mình ham, đáp ý với mình ham. Khoan, phải cho mình cái thời gian để coi, coi chừng người ta cạo đầu đáp ý mình, cái ta đi cúng mình phải đi cúng theo luôn. Cuối cùng cái phương hướng ban đầu của mình mắc phương hướng đó. Nên á, bản thân mình sự chọn lựa nó phải có cái góc độ sâu sắc. Nên mới nói là chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Nên sự chọn lựa rất là quan trọng của cuộc đời người. Chơi với bạn cũng vậy. Nó gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Bản thân mình chơi với bạn mà không có góc độ mình cũng thất bại lắm. Phải có góc độ cực kỳ sâu sắc, chứ không phải tùy tiện được đâu. Nếu không là hại á, hại mình, hại người luôn. Nên á, có một cái anh chàng này, gia đình vợ chồng nó sống bình yên. Có một người này làm việc cũng siêng năng, cũng còn trẻ. Cuối cùng thấy vậy họ cho ở trong nhà, rồi bắt đầu là làm việc này kia, làm việc cũng siêng năng, từ từ gian díu với vợ của chú này, làm gia đình tan nát hết. Vì thế không, nó có người mình nhất là gia đình mà vợ chồng trẻ rồi này kia, cái người làm trong nhà mình phải nhìn nhận. Một là nữ quá đẹp trong nhà, có chừng chồng mình, nên mình chọn người làm phải nhận thức. Còn nam trẻ có chừng vợ mình. Nên đó là cái lời dạy của chú Quan Sĩ cũng dạy rất rõ ràng. Mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình, thà làm họ ở ngoài, còn ở trong nhà mình phải chọn người sao cho phù hợp. Nó gặp bóng sắc là có chừng gia đạo phiền phức, xảy ra vấn đề. Thế vì thấy Phật pháp dạy rất rõ ràng, dù là có vô thường nhưng cũng có dạy về nhân sinh, có gì giải thoát, nhưng không phải là buông xả bằng cách ngu si. Con người buông xả là tự tâm, còn sống là phải dưới hoàn cảnh cho phù hợp. Đó là rất đặc biệt quý vị. Nên mỗi một người phải có nhận thức sâu sắc. Nên gặp Phật pháp là gặp hay lắm. Phật pháp là trí tuệ mà, Phật pháp là góc độ rất sáng suốt. Học Phật rồi thì chúng ta không có khổ tâm. Tất cả những cái gì cũng là cái nhân cái quả trong cuộc đời mình. Chúng ta lớn rồi ai mà gạt mình, mình lớn rồi ai gạt mình. Có người mình 18 tuổi mình đã có góc độ rồi, ai gạt mình. Chúng ta bất cứ một cái gì cũng là nhân quả, tự mình chấp nhận, tự mình chịu, tự mình làm, tự mình chịu. Nên mỗi một người không ai gạt mình hết. Phải tin chỗ này, phải tin sâu nhân quả, và tín nguyện trì danh và cầu sanh cực lạc. Những đức đọc những công đoạn này, chúng ta tăng thêm tín tâm, tín nguyện niệm Phật. Và không có hẹn lần hiên hạn, hẹn lần hẹn lựa niệm Phật nữa. Khi cơn vô thường đến bất thử, trở tay không kịp à, thì nghe nè. Nguyện cấp thiết, chúng ta đã tin sâu lòng đại từ đại bi không bờ bến của Đức Phật A Di Đà, chúng ta nên phát nguyện cầu xin về thế giới cực lạc. Không chỉ là nguyện thôi, mà phải nguyện cấp thiết, trong tâm phải hết lòng thiết thực, chán cái khổ vô cùng của thế giới ta bà, vui mừng cầu cái vui vô cùng của thế giới cực lạc. Lập nên nguyện rộng lớn, chắc chắn cầu xin về cõi cực lạc ở phương Tây. Dù cho bất cứ tiếng tâm và lợi dưỡng nào, hoặc bệnh khổ hành hạ, đều không thể thay đổi tâm nguyện cầu sinh tịnh độ của chúng ta. Được vậy mới gọi là người có nguyện thiết tha. Công đoạn này quá hay quý vị. Cái đoạn hay quan trọng nhất là cái công đoạn này quý vị. Dù cho bất cứ tiếng tâm và lợi dưỡng nào, hoặc bệnh khổ hành hạ,
đều không thể thay đổi tâm nguyện cầu xin tịnh độ của chúng ta. Cái này là chỗ gây dựng tín nguyện. Nếu như nghe đạo biết tu mà mục tiêu giải thoát thì câu này cực kỳ quan trọng. Nếu như con người mà không gây dựng tín nguyện kiên cố để đời này một đời giáng sanh cực lạc thì rất dễ bỏ cuộc. Dù nghe đạo biết tu cũng bỏ luôn. Nên chúng ta mỗi người phải nhìn nhận cuộc đời này vô thường, là bản thân mình dù có khó khăn cực gì chút, nhưng mà mình thấy mình biết tu, biết niệm Phật, có chỗ đi về, mình có bến đỗ, mình thấy mình bình an lắm. Có những con người sống trong cuộc đời này thật sự họ không có biết bến đỗ về đâu. Giống như cho những ngày tháng đi qua, cuộc đời con người nghĩ rằng đến khi chết là xong. Mình rất là may mắn mình gặp Phật Pháp, biết niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc, đây là cái quan trọng. Nên mình đi vào trong ngôi Tam Bảo, ở trong chùa mình tu tập, cái phát nguyện và cái nhân duyên đưa đẩy mình quan trọng. Thí dụ như nếu như nhân duyên của mình ban đầu mình đến ngay ngôi Tam Bảo, mà một ngôi chùa chuyên tu có phương hướng, có sự hướng dẫn, có sự nhắc nhở hướng mình đến mục tiêu tu tập giải thoát. Nếu như mà bản thân mình đã có tâm quyết tu mà còn gặp nhân duyên gì nữa thì đúng là giống như hổ mà mọc thêm cánh. Còn nếu như mình có rất có tâm nguyện muốn tu nhưng mà mình đi đến ngay ngôi chùa đi cúng, hoặc là ngay ngôi chùa không có nhắc nhở hướng tu gì hết, thì có khi cái tâm dũng mãnh đó từ từ nó bị lạc mất. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết này nó có một câu nói rằng niệm Phật giảng sanh gặp duyên không đồng. Nếu như duyên quý vị mà gặp sự nhắc nhở, khuyên tu, rồi hộ trì đặc sắc, thì sự thành tựu của đường giảng sanh nó bị phẩm vị rất cao. Nhưng nếu như quý vị gặp nhân duyên không đặc biệt, thì sự trở ngại, không có sự hộ trì, có khi nó bị lạc mặt. Nên cái nhân hộ trì quan trọng dữ lắm. Gặp người hộ trì mình quan trọng dữ lắm. Nên mình vào ngôi Tam Bảo mà được sự nhắc nhở về tu tập giải thoát, đây là quan trọng. Từ khi cái người thiếu góc độ, quý vị, có một cái chú này ông vô chùa ông tu. Ông vô chùa ông tu rồi xong cái ông được làm phòng đăng ký. Làm phòng đăng ký xong cái ông thấy cái thùng Tam Bảo người ta cúng dường nho nhỏ, ông tháo ra ông lượm luôn. Rồi ông thấy người ta gỡ điện thoại rồi này kia, lấy chiếc điện thoại, lấy thêm cái laptop của trong chùa, chạy xe điện đi ra ngoài cái ngã tư bỏ ngoài đó. Vì coi nếu về tiền bạc thì cũng không bao nhiêu gì đâu, xài được bao lâu quý vị. Nhưng mà cả đời làm cho cha mẹ xấu mày xấu mặt, chờm sớm đồn ra xấu mày xấu mặt ông bà cha mẹ. Quý vị coi mình có người sống phải có góc độ cực kỳ sâu sắc, cha mẹ sẽ đau lòng cỡ nào khi nghe con như vậy. Nhưng những đức khuyên ấy, cha mẹ cũng cần đau lòng. Cái nhân quả của ai làm thì người đó gán chịu. Họ cũng được đi vô trong chùa, cũng được nghe nhắc nhở giúp đỡ hết thôi. Nhưng mà họ tu họ không chịu cố gắng, bản thân của họ đi làm những chuyện để mà cúi mặt nhìn đời, mãi mãi về sau cuộc đời này không lẽ chốn chui chốn nhủi. Nếu như người ta mà thẳng tay người ta báo công an cái, có khi người ta cũng chi nã người ta bắt, thì giấy chứng minh đồ người ta cầm hết trơn rồi. Nhưng mà mình học Phật tin sâu nhân quả. Quý vị coi, nếu như những việc này mỗi người mình mà được nghe nhận thức, khi mình chuẩn bị làm một điều gì sai, bản thân mình hỏi lương tâm mình hết sức cẩn thận. Nên những anh em quản chúng chùa phải có cái trách nhiệm là bản thân mình phải tỉ mỉ một chút. Không phải là mình chấp nhất gì, mình cứ chấp nhất đi, đừng có nói buông xả gì chứ.
Mình buông xả gì từ tâm mình biết. Ngày xưa những đứa cũng gì chưa hiểu, tưởng nó buông xả là mình bắt cằn này kia. Không phải đó quý vị à. Cuộc đời của người mình buông xả là buông xả cái tham sân si cá nhân của mình kìa, buông xả những cái tình chấp nặng nề của mình kìa. Còn cái chuyện trong cái chuyện làm gì người ta là bản thân mình phải cố gắng hết lòng hết dạ. Chứ đừng có nghĩ rằng trách nhiệm của mình làm mà mình bỏ đại bỏ càng, rồi mình lại dùng hai chữ buông xả. Không phải đâu. Thì có bao nhiêu công việc như Đức làm đó, như Đức phải lo phải làm hết á. Những Đức vẫn nhẹ nhàng mà, tại vì chuyện này mình làm mình lo rồi, bản thân mình phải làm à. Phải nhớ. Nên á, hàng Phật tử, người xuất gia hay cư sĩ gì, trong cái cuộc đời này chúng ta đi vào trong chùa, nhất là những ngôi chùa mình nè, thì tu tập người ở rất đông. Bao nhiêu căn tính con người, dù là bao nhiêu chú dễ thương, nhưng mà có những người nào mà dính dáng tiền bạc, hay là mình đưa tiền rồi mà nhận là không phù hợp với chùa mình. Vì chùa mình nó hộ trì quá đặc biệt, lo hết trơn rồi. Bởi vì đưa tiền họ mà họ nhận thì biết con người này không ổn rồi đó, không ổn định rồi đó. Nó có góc độ vậy đó. Chứ đi vô chùa cộng tu đồ này kia mà mượn tiền bạc mình này kia là mình biết cái người này không ổn rồi. Bản thân của mình khéo léo mình báo cho ban tổ chức, để ban tổ chức biết được cái người đó gì. Ban tổ chức đừng có nói cô đó gì nói người ta, mà mình tìm hiểu người đó. Đi vô chùa mà dám mượn tiền người khác này kia được đó. Nên những cái việc, một câu những công việc làm được, lo cho tam bảo rồi, mình phải xem xét những con người này làm cái gì, nó phải rõ ràng bài bản. Chứ nếu không, bản thân mình tưởng là mình buông xả, nó phải của mình đâu buông xả. Bản thân mình phải có hết trách nhiệm bản thân mình sống chứ, mình làm hết trách nhiệm mình chứ đó. Nên á, xe cộ điều gì đi xong gom chìa khóa là hết. Đi xong mình có một trách nhiệm là đó, là đi xong rồi chìa khóa tối là phải gom lại hết một chỗ. Chứ không phải ai cũng cầm chiếc xe là muốn chạy là lấy chạy đâu. Mà mình trong tổ chức là mình phải làm bài bản vậy đó. Mãi mãi về sau tổ chức này nó thành một mô hình, ít có tác dụng phụ. Nếu không bây giờ chìa khóa này mình đưa cho ông giữ luôn đi, rồi ông chạy ông giữ. Nghĩa là mình đi là mình lỡ mình phải hỏi cái người quản chúng cái gì đó. Chìa khóa mình cầm quy về một chỗ, chứ không phải ai muốn đi lấy đi đâu. Rồi xe cộ, giấy tờ xe rồi để trong đó, cho họ tiện lợi họ chạy xe đi, rồi xử lý luôn. Đó là cái mà bản thân mình từ một cái việc nho nhỏ mình gặp phải, bản thân mình phải cẩn thận. Nên hàng Phật tử khắp nơi đó, quý vị thấy không? Như Đức nhắc suốt rồi, nhắc về cái việc dù biết rằng là mình tin sâu nhân quả, bản thân mình thiếu nợ thì phải trả, nhưng bản thân mình trả làm sao cho nó đặc biệt, trả làm sao cho nó nặng nhận thức sâu sắc. Còn nếu như bị người ta đã gạt rồi thì thôi mình không buồn. Còn nếu như mà bản thân mình tránh được thì bản thân mình khéo léo. Còn cái nào mình đã bị người ta gạt này kia thì thôi bỏ qua một bên, không sao. Nhưng bản thân mình phải làm hết trách nhiệm mình, hết lòng hết dạ mình làm đó. Nên từ phòng đăng ký đồ làm việc đồ này kia, nên từ nơi đó mà mình là mình làm mà mình thiếu trách nhiệm, hoặc là bản thân mình mất uy tín là mai mốt thùng nó bảo nó khỏi cúng luôn. Tại vì sao? Bỏ vô đó ông làm mắc hết trơn, cúng nó làm gì? Cúng vô đó rồi cuối cùng mắc tiêu hết trơn, người ta tự nhiên người ta nghĩ cúng luôn là mình hút gió để sống, đúng không? Nên mình phải làm trách nhiệm hết mình đó. Mỗi người mình sắp xếp công việc mình làm việc, mình phải chú ý quan sát con người đó. Cái gì là mình nhắc thẳng liền, có gì là mình sắp xếp công việc chuyển hóa liền, không nói vòng vo chứ. Nên bây giờ mà những Đức qua bên kia giảng là chỉ bên đầu tràng 3 qua live trực tiếp luôn. Một bên đó sau này đầu tràng 4 xuất hiện cũng khỏi cần lập nữa, cũng là đầu tràng 3 qua live trực tiếp, quay phim thì bên đây qua quay rồi xong, âm thanh làm luôn chỉnh luôn. Chỉ là đặc trách cái người đầu tràng 4 nó bật âm thanh tu mỗi ngày, còn khi chỉnh âm thanh chỉ một vị trí đầu tràng 3 luôn. Tại vì sao nó làm được là cái bên mà quý vị, cái bên mới chạy qua chỉ là hỗ trợ nhau thôi, mà làm một mô hình những Đức dễ hơn. Còn nếu bây giờ mỗi một đạo tràng mọc ra từ khi xa, còn nếu như gần gần mỗi người đều có cách chỉnh, bản thân những Đức khổ
Khổ là bản thân mình nó giảm khó khăn. Nó yên suy nghĩ kìa, phải không? Còn găng găng thì chạy qua giúp đỡ nhau thôi là xong. Đừng có bày ra tùm lum, đừng bao giờ bày ra nên những đức nói tại sao mà ở bên hộ pháp xe điện xe này thế kia, người ta cúng xe điện chạy được những đức đem đưa đi hết trơn. Những đức khuyên Phật tử đừng có bao giờ cúng xe, đừng bao giờ cúng xe mà xe ví dụ như mà xe điện chạy một người, xe đạp, xe đa, đừng có cúng chi. Vì cúng cho họ là họ có phương tiện. Người mà siêng tu thì không nói chi, người mà lười tu họ có cơ hội chạy dễ, không phải đơn giản đâu quý vị. Nó nên trong chỗ bị cúng gì bị gặp vì như đức mới hỏi đi, hỏi vì như đức nói à được bị cúng, còn đừng có tùy tiện mua vì dư tiền quá, chùa nuôi bao nhiêu con người lo quá trời, rồi xây dựng lo tiền xây dựng đi tương lai người già được ở, làm quá trời làm đó. Chứ không phải mình đi đến chùa mình thấy mình ngưỡng mộ gì chút cái mình đụng đâu mình cũng muốn mua, đụng đâu mình cũng muốn cúng. Hoặc là đồ ăn đồ uống ở trong chùa nấu á, mỗi bên chùa nấu những đức nhắc nhở nè, những đức từ đó tới giờ nhà bếp của mình đặc biệt vô cùng luôn là do những đức con người nhìn ra. Hồi đó những đức biết chùa chiền chứ bộ, có khi chùa chiền Phật tử nó muốn lâu lâu nó muốn nấu ăn là ta lợi nguyên đòn ta lợi ta nấu luôn vậy đó. Nhà bếp của mình chỉ điểm cho người ta, giao bếp cho người ta nấu. Những đức đã nhìn ra được nó không ổn định cho một ngôi chùa. Thì ngôi chùa có 2-3 người thì không nói làm chi, còn ngôi chùa mình đông là tổ chức của mình phải làm. Nên không bao giờ chùa mình mà có một cái tổ chức nào mà ta lợi chùa mình là ta vô bếp ta đứng ta nấu để cho nhà chùa ăn, không có. Mà nhà chùa mình tự làm hết, lễ lọc gì của mình làm hết. Rồi lâu lâu đám giỗ đám gì ông cụ bà cụ cũng chùa làm hết. Rồi bây giờ cúng dường cháy tăng chùa cũng làm luôn, nhà chùa gánh hết làm việc hết đó. Thì tất cả quý thầy quý chú những đứa sắp xếp cho chuyện nấu ăn cũng vậy luôn. Mấy anh em cứ lo nấu đi, dù mình nấu không ngon đi chăng nữa các cụ ủng hộ anh em nữa. Đừng có bao giờ để cho ai nấu đem vô cho mình chứ, đừng có làm gì. Có nghĩa là sản phẩm gì nấu mình mua, thực phẩm gì nấu mình mua, mình mua về mình tự nấu, đó là cái gì đặc trách cho mấy anh em nấu ăn. Tuyệt đối không có một cô nào mà nấu ăn đem vô chùa. Mấy anh em mà cãi như đức là có chuyện. Và hàng Phật tử cũng không bao giờ nói rằng nhà chùa nấu ăn đó 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 vậy đó, tôi nấu đó, cô cúng dường hay này kia đâu. Cái này là bậy dữ lắm à, sai dữ lắm, thật sự. Nhà chùa đều có sắp xếp một tổ chức hết trơn, đừng bao giờ ai đụng vô. Đây là những đức á, ngừa bệnh hơn trị bệnh. Chứ nói cho hàng Phật tử khắp nơi đó, để ai mà nghe pháp những đức thì hiểu. Đừng có dính vô. Cả rau củ quả trong chùa cúng dường cũng gì. Từ khi nhà chùa cần là tự nhà chùa báo cho biết để cúng. Tiếng nói không qua trung gian ai, những đức không bao giờ chịu qua trung gian ai. Vì qua trung gian không khéo hại người ta, không khéo hại người ta. Vì bản thân người ta có khi một chút tiền đó mà hại người ta. Dưới cái tính những đức gầy người ta, đoạn duyên người ta, vô chùa luôn. Đừng bao giờ anh em mà dính với một cô Phật tử nào cái chuyện đồ ăn, đồ uống, đồ họ nấu đem vô cho mình. Hoặc là mình nấu cái gì đó, họ lợi họ nấu phụ mình. Đừng, cái này là cái chuyện của anh em làm là anh em làm. Nấu dở các cụ cũng quan hỷ nữa. Nấu dở các cụ cũng thông cảm, các cụ ủng hộ vui vẻ. Như một đại gia đình quý thầy, nấu ăn lo cho các cụ. Đó là những đức nhắc nhở đó. Hãy dẹp sạch cái việc Phật tử nấu đem vô đưa cho mình. Khi những buổi mình nấu, đừng bao giờ dính vô, dẹp đi. Đó. Những đức ở trong bếp đó, quy tắc là bản thân những đức đã nấu ăn không ai dám nhào vô lãng quạng. Không có ai dám nhào vô lãng quạng. Từ khi lễ lọc hay chủ nhật gì đông đức thì xuống phủ cắt gọt cái gì đó, với mấy cô phủ mấy cô. Còn đây là ban tổ chức trong chùa là ban tổ chức làm. Tuyệt đối không có một Phật tử nào khắp nơi nơi nói chuyện, không qua trung gian của chùa mà đi bước xen vào cái chuyện đưa tiền người này người kia để cúng dường cho chùa, nấu này nấu nọ nấu kia. Đó là quý vị hoàn toàn không công đức phước báo gì hết. Vì sao? Quý vị không biết theo cái tổ chức. Làm gì có những người ta làm không phải, người ta còn phiền phức người ta thêm, lợi ích một chút nhưng mà đoạn duyên Phật pháp người ta, nó còn nguy hiểm hơn. Thấy không?
phải nhận thức sâu sắc. Còn ở trong chùa tuyệt đối không có vị trí nào mà nói đụng tới tiền bạc hoặc là nhận tiền bạc cúng dường gì. Chỉ có thí dụ như bên kia, thì thí dụ như mà đạo tràng ba thì bên đó có khi Tùng Tam Bảo hoặc là người ta cúng dường những quan ông cầm cũng đưa cho những đức, hoặc là Tùng Tam Bảo hòa thượng xây dựng hết trơn. Những đức với hòa thượng là một thôi, không có hai, nhớ kỹ. Bất cứ cái gì những đức tạo ra làm ra cũng đều là trên là thầy mình, còn hòa thượng lo cũng là để những đức để mà lo cho Tam Bảo hết trơn, không có gì chứ. Còn ví dụ như bên đại Tùng Lâm thì bên đó hòa thượng bên này, nên từ nên nó cúng dường thì Tam Bảo giờ xong tại hòa thượng bên cúng dường hòa thượng, hoặc là xây dựng hòa thượng, hoặc là Tùng Tam Bảo hòa thượng để mà hòa thượng lo. Đại cũng lắm rồi, rồi chẳng ba thì bên đó thì có những quan đứa đặc trách thì Tùng Tam Bảo thì cúng cúng, còn thùng phòng đăng ký hoặc là có những người người ta gặp những quan người ta đưa, những quan cũng đưa những đức xong. Nên từ nơi đó phải rất rõ ràng đó, nên mình làm mình nhắc nhở rất kỹ để hàng Phật tử đi đến chùa tu tập này kia không bị tác dụng phụ. Còn vào trong chùa mà ai nó hỏi mình mượn tiền mượn bạc, đừng đụng vô làm gì. Mình đừng có đụng vô, tôi đến đây tu hành tôi đâu có tiền bạc cho nó mượn. Hoặc là ai nó than thở khổ gì này kia, chuyện này nhà chùa bị gặp quý thầy. Hoặc là ai đi vô chùa không mà nói tôi không có tiền xe đi về, đừng có đụng vô. Mấy cô quý vị gặp quý thầy thì nói chuyện quý vị, quý vị đã vô chùa tu được mà tại sao quý vị làm gì, thấy không? Mình đã đi đâu mình tính toán chứ làm sao mà đi, mà đi về nó không có tiền đó, nó rất là rõ ràng. Mình còn biết nói vài câu cho nhà chùa, nó phải là cái gì cũng đẩy cho nhà chùa mà mình đừng đụng vô. Đó là mình là con người rất khéo, biết chấp hành quy củ và đi theo tư tưởng của tổ chức. Còn nếu không quý vị không có phước đâu, không có phước đâu quý vị à, thật sự luôn. Có những người tưởng là mình có tiền, mình muốn làm gì mình làm thua, phải làm đúng mục tiêu chứ. Mình làm sao mình đúng mục tiêu thì mình mới có phước chứ. Đó. Cái gì người trên người ta làm việc cái đó cần làm đó, làm đi. Cái đó cần làm. Nó giúp người được giúp. Nó có cái tổ chức làm thì nó mới rất là tồn tại. Rất là tồn tại. Nên trong chùa quảng chúng mình có vị trí nào, anh em nó rõ ràng mình đặt vào, cắm vào cái gốc. Nên từ hôm nay vào phòng đăng ký bên đại Tùng Lâm là những chí làm rồi những lăng vô làm luôn, vô làm chung phòng đăng ký đó luôn đi, khỏi đặt chết ai nữa chứ. Nhiều người đó đưa những lăng vô làm luôn, vừa chỉ đạo công việc vừa tới lui coi phòng đăng ký luôn. Lúc nào những chí cũng mệt này kia thì có những lăng, hai anh em cứ kết hợp với nhau làm, mình quan sát để Phật tử nó về chùa tu, mình sắp xếp này kia cho người ta, cho đàng hoàng. Người ta mà ở ngoài đời người ta đã cực quá, người ta vô tới chùa người ta tu tập thì mình sắp xếp nhiệt tình cho người ta, nói quy củ đàng hoàng cho người ta nghe. Hoặc là có những chuyện rắc rối gì cũng có vị trí người mà đến, người ta gặp trực tiếp mình. Ví dụ như giờ những trí những lăng lúc nào cũng phòng đăng ký, ví dụ như không có những lăng cũng có những trí, không có những trí có những lăng, thì các cụ có cái gì trong chùa hay Phật tử người ta đến ngay phòng đăng ký, ta gặp mình để mà mình giải quyết vấn đề cho anh ta. Nếu không thì bây giờ ta kiếm ai? Không lẽ mấy chú ngoài đời mới vô tu đặt trách mấy chú vô phòng đăng ký rồi mày không biết nói chuyện gì đâu, rồi cuối cùng nó gì đã xảy ra đó, thấy chưa? Từ hôm nay là kinh nghiệm cả đạo tràng ba rồi đại Tùng Lâm hay các điểm đạo tràng phải cho rõ ràng. Làm việc mấy anh em tự có trách nhiệm đàng hoàng, công việc như đức nhiều biết bao nhiêu mà nói chứ. Hộ pháp ở đây như cái gốc vậy, kiếm cuộc sống lo cho mấy điểm đạo tràng đó, nên phải mọi người đều có phải có trách nhiệm hết lòng hết dạ. Đúng ra mình đi vô trong chùa mình tu, mình coi chùa cũng như là nhà của mình, bản thân ai cũng có trách nhiệm. Từ xe cộ đi lau dọn sạch sẽ, không dám bỏ bê ngoài nắng ngoài mưa, hư hao cứ tốn tiền Tam Bảo. Mọi cái ăn uống nước nôi quy tắc đàng hoàng, không phải vô bếp ai muốn ăn gì lấy ăn, ai muốn mở tủ lấy gì lấy, không phải đâu. Trong chùa nó khác ngoài đời là như vậy đấy, nó có quy tắc, nó có một quy củ đàng hoàng, có tổ chức nó. Nước nôi nhà vệ sinh tắm giặt phải suy nghĩ đến cái chuyện bao nhiêu người bây giờ người ta không có nước uống kìa. Mình giờ có nước uống mình phải nghĩ cho người ta. Bản thân mình mọi người có tâm tiết kiệm một chút, mong nguyện cầu cho chúng sanh khắp nơi nơi có nước uống, thời tiết có mưa gió cho mát mẻ để cho nhân sinh đỡ nóng nực,
Mọi người đều có tâm niệm Phật cầu nguyện chút vậy đó. Cầu nguyện cho kiếp nạn nhân sinh quá giải bớt đi. Mình mà có tâm niệm phước duyên mình cũng lớn nữa quý vị. Không? Mình là người niệm Phật sanh cực lạc. Chữ Phật là chữ giác ngộ. Chữ Phật là kết duyên với nhân sinh. Nên từ nơi đó bản thân mình phải giác ngộ cái nhân sinh khổ đau này, bản thân mình có cái tâm giúp người, mình có cái tâm thiện gì thì nó hay chứ. Rất là hay. Nên mỗi một người phải nhận thức cực kỳ sâu sắc, chân thật niệm Phật, phát nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc. Cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc là quan trọng nhất nha quý vị. Cái gầy dựng tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là quan trọng nhất. Nhớ, không có cái nào quan trọng bằng cái này. Cái niệm Phật sanh cực lạc là một phương hướng và bến đỗ cuộc đời. Mình gặp Phật Pháp là điều quý, điều mừng dữ lắm. Đó, mình đã vô tới chùa tu rồi. Người ta khắp nơi nơi người ta còn cúng dường tam bảo. Còn bản thân mình đi đến chùa mà mình có cái nghĩ không phải, mình không có tồn tại đâu. Chùa của mình khắp nơi nơi Phật tử gì đều vô chùa ở không à. Không ai ở bên ngoài tùm lum tùm la. Với bản thân những đức cũng không có bao giờ mà nói rằng ai quen những đức mà dựa vào cái chuyện những đức mà họ xin tiền xin bạc khắp nơi nơi gì không có. Thì bị làm Phật sự cái gì nó cũng phải có nguồn gốc. Vậy thì con người mới thông minh trí tuệ, không phải buông xả cơ khơ nó, mà mình phải có góc độ sáng suốt. Người như vậy mới là người thật sự biết niệm Phật, biết tu hành, có góc độ sáng suốt. Nhớ, nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.